Đông về tuyết bám lá thông, xung quanh vắng lặng và không bóng người. Giữa làn thống dịch zombie, hiện tại chỉ có khu vực rừng quốc gia là nơi tạm thời an toàn nhất, nơi mà rất nhiều người may mắn sống sót tìm đến. Tôi là một trong số đó. Để sinh tồn, tôi cần phải xây dựng, chế tạo các loại vũ khí chống chọi với lũ zombie đói khát và tìm những người sống sót còn lại. Hãy cùng theo dõi tôi trong hành trình 100 ngày khổ sai trong Seven day thù tai. Ngay trước cổng trào là một ngôi nhà tan hoang và chiếc xe cháy còn chơi khung. Xung quanh có những hộp đồ nhỏ cùng chiếc ba lô chứa một chiếc đèn pin. Tôi ngập ngừng bước vào ngôi nhà nhỏ nằm im lìm trước cửa rừng. Cẩn thận ngó nghiêng xung quanh trước khi đẩy cánh cửa, bước vào ngôi nhà dường như đã bị cháy xén vì hỏa hoạn. Tôi nhào vào bếp tính tìm đồ ăn, thì một tiếng rên vang lên. Một con zombie từ trên tầng 2 rơi theo vứt nứt, rồi ca thọt tiến tới gần tôi, Tôi giơ cái đuốc ra thủ thế, tôi đập vào đầu nó từng nhát, cho tới khi cả cơ thể nó bao trùm bởi lửa, tôi úp mặt xuống đất mà hẹo. Trên tầng 2, tôi chỉ nhặt được thuốc và băng gạc trong tủ. Thất thể một bước ra khỏi căn nhà, tôi lại thấy một con zombie khác đã cụt phần thân dưới, đang lồm ngồm bò đầy hang say về phía tôi. Tôi cho nó một gõ, úp mặt xuống đất. Thấy nó đập dụng được đám cỏ, tôi cũng thò tay ra đấm bùm bụp để nhặt được cỏ khô, bện lại thành một cái đệm nhỏ đặt giữa ngôi nhà cháy để tối ngủ. Mò ra phía sau nhà, tôi tìm thấy những cành cây nhỏ, dùng nó để buộc với viên đá, tạo thành một chiếc dìu đá. Lại quấn thêm cỏ nữa, làm thành một bộ quần áo cỏ và một chiếc gậy gỗ để phòng vệ. Chồng đít nhặt tới lúc tối, tôi tìm được hai tổ chim, nhưng mà có mỗi vài cái lông. Zombie lại tiếp tục phát hiện ra tôi. Để tránh nó gọi cả bầy tới, tôi mò trở lại căn nhà hoang định chui lên đệ nằm ngủ cơ mà game nó không cho vì đấy chỉ là chỗ hồi sinh thôi Thế là cả đêm đó tôi lò mò tìm đồ trong những cái tủ còn sót, đập những thanh gỗ chắn để nhặt được chiếc ba lô có chứa giáp bảo vệ tay trong góc nhà. Tiếng đập làm con zombie tiến tới gõ cửa. Tôi mặc cái ống giáp bảo vệ tay, tôi chờ nó phá cửa, gõ đúc vào đầu nó. Buổi sáng lên, nắng cài qua khe lá. Tôi ưỡn người, ngáp há hết mồm ra, Tôi bắt đầu làm cho mình vũ khí tầm xa, cây cung và một ít mũi tên đá. Tiện thể sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Mọi thứ cơ bản để sinh tồn đã xong. Đêm qua tôi còn tìm được thông tin về một địa điểm mới. Cũng không có việc gì để làm. Tôi quyết định đi theo con đường đất để tới đó thử. Dọc đường tôi tìm thấy một khu dân cư bỏ hoang. Tôi tính vào cong căn nhà to nhất để tránh đám zombie đang vật vờ bên ngoài. Nhưng cánh cửa đã được gia cố kỹ càng bởi những cây trông gỗ cửa sổ cũng được bịt bằng những thanh gỗ chắc chắn do không có thời gian để tìm đường vào tôi vội vã chạy sang ngôi nhà bên cạnh phía trong ngổn ngang đổ vỡ như vừa xảy ra một cuộc chiến ở đó tôi chỉ kiếm được một cây nha đam hồi máu nắng dần luẩn khuất phía xa con đường trở lại rất là hiểm nguy nên tôi quyết định ở tạm một đêm trong ngôi nhà này cũng không có việc gì để làm ngoài việc xem các công thức tôi có thể chế tạo và những kỹ năng có thể học cơ mà ngó không thấy con zombie nào ở đây nữa nên tôi quyết định chạy ra ngoài tiến đến các ngôi nhà cạnh đó để tìm thêm đồ vẫn còn vài con zombie ẩn nấp ở đâu đó nhưng cơ bản là những nhà không bị khóa thì không còn gì hữu dụng cả nên sau khi trời sáng tôi quyết định cậy cửa sổ phi ra ngoài tìm kiếm trong đống máy móc ở ngoài trời mót được một ít hộp sắt và thỏi thép cả khu dân cư chỉ có vậy tôi lại tiếp tục tiến tới vị trí địa điểm mới theo kế hoạch qua cây cầu sắt ngổn ngang là shop vật dụng khang trang bất ngờ tôi liền rút cây chùy gỗ phi vào móc được một ít tiền trong quầy thình linh, một em xinh gái nhào ra nhìn tôi nhỏ dãi lân la tới gần nếu không phải thời zombie thì tôi đã cho em cả tấm thân này nhưng rất tiếc bên trong có một vài con zombie nữa nhưng đặc điểm chung là khá đần đủ tôi dễ dàng gõ chết từng con lục được bộ phá khóa vật liệu công cụ tuy nhiên cái lũ này lại khá đông để đảm bảo tính mạng tôi tạm thời té khỏi đó tiếp tục hành trình bóng tối dần buông và những hạt mưa nặng nề trút xuống khiến đôi chân của tôi như nặng thêm tôi cố gắng lê bước tới vị trí đã định tới gần tiếng súng nổ vang trời có vẻ đây là lô cốt được xây dựng lên bởi những người sống sót tôi đánh liều đầy cửa sắt bước vào trông như ở đây là một khu trao đổi và tôi đen đủi khi bước vào đúng lúc đóng cửa và bị đuổi cổ ra ngoài. Trăm năm trong cõi người ta, chỉ vì chậm tí mà ra thế này, thế là phải vêu mồm đứng chờ ngoài cửa tới tận sáng. Đang chán lại có con zombie béo ệch mò tới, tôi cho nó thành cái bia tập bắn, cơ mà găm cả rổ tên vào đầu mà nó vẫn khỏe xe. Thế là đành rút chày ra đập cho nhanh, phí mất mấy mũi tên. Cú trao đổi mở cửa, tôi nhanh chân phi vào. Phía trong là chị gái có vẻ là y tá với hai quả tai nghe to to là. Ngoài khám dịch vụ, chị còn kiêm bán đồ đồng nát, vật liệu xây dựng và cả quần áo. Vì không có tiền để mua nên tôi nhận làm công cho chị. Yêu cầu của chị là tôi phải đi lấy lô hàng ở căn nhà cháy cách đây 200 mét. Cũng may game nó hiện luôn địa chỉ. Cơ mà trước khi đi, tôi tính lượn lờ xung quanh để nhặt nhạy rác rưởi Nhưng do thấy cái lò to, nhiều chỗ nên tôi để tạm đồ vào đó cho đỡ chật. Tôi còn nhặt được cả gỗ và công thức làm bộ pha chế hóa chất nên tôi học luôn. Trong xuôi tôi vác đèn pin soi đường tới căn nhà cháy. không chỉ căn nhà, toàn bộ cây cối ở đây cũng cháy rụi chờ cùng. Nhưng không hiểu sao đám zombie lại có thể vật vờ thành đoàn. Đường bị trúng chặn nên tôi chỉ có thể đi vòng. Trên đường thấy có con zombie lẻ. Tôi dùng nó test đam cho cung. Với những con thường chỉ cần hai mũi tên là hẹo. Lúc này trời tối sấm vang. Tôi phi vào chú trong ngôi nhà hoang vội vàng Ngôi nhà mà chị có đôi tai nghe chỉ Kêu là ngôi nhà cháy nhưng bên trong vẫn khá nguyên vẹn Tôi còn nhặt được quả mũ bóng đá Mỹ và bộ áo ninja lít Có ít đồ thủ tôi lò dò đi tìm con zombie rên rỉ từ lúc bước vào Ngoài con đang nằm tè he Trên bàn trong bếp mồm khe khẽ rền thì tôi không thấy con nào cả Thế là dùng cung bắn vào nó Có vẻ đau nó lồng lộn lao tới để ăn thêm vài đập nằm tiếp tìm mãi mới thấy tùng đồ chị tay nghe cần ở dưới chân cầu thang tôi cũng tranh thủ nhặt thêm ít rẻ rách rơi dưới đất sau đó chạy một mạch về lô cốt đưa đồ cho chị ngoài tiền chị còn cho tôi một trong hai thứ đạn hoặc mìn tự chế tôi chọn lấy mìn cho nó công nghiệp thấy có vẻ hơi tôi lại tiếp tục nhận thêm yêu cầu ship đồ khác từ chị nhưng sau chuyến đi vừa rồi thì chân tôi đã bị bong gân để không bị trả về nơi sản xuất, tôi giải tạm một đệm ngủ dưới gốc cây ngay trước lô cốt để tạo điểm hồi sinh. Cơ mà ở đây có hai ta thôi, không cho ở ké lại còn đuổi tôi ra ngoài. Mặc kệ cái chân đau, tôi tiếp tục lên đường tới vị trí tiếp theo. Tiện thể lút dạ và găm tên vào bất cứ con zombie nào dám chặn đường. Địa điểm lần này là ngôi nhà có khu tường bao khá kiên cố, nhưng nóc thì bay mất tiêu, và cửa chính bị khóa cứng. Tôi liền móc cây dìu ra, gõ cành cạch phá luôn cái cửa. Tiếng động đánh thức một con zombie, nó lao vào ăn gậy của tôi rồi nằm tiếp. Sau khi lấy được hộp đồ, tôi tính lên tầng 2 nhặt nhạnh. Nào ngờ, sàn nhà đã bị mọt ăn nát, khiến tôi thọt chân mà rơi xuống dưới. Dưới này không phải là tầng 1, mà là tầng hầm, với những đồ vật trông như một trại dã chiến. Cùng vài con zombie đang đứng nghiêng chặn cửa quan sát xong tôi lấy cung ra bắn để dụ từng con vào và dùng chày gõ bẹt đầu diệt xong hai con tôi mới có thể thảnh thơi lục lọi đồ đạc đúng như dự đoán ở đây tôi nhặt được vài viên đạn và cả một khẩu súng trường có vài cái hòm đồ cần phải đập quá thì mới lấy được nhưng bên trong cũng không có gì giá trị cả vì không có đường lên tôi làm cho mình một vài block dơm rồi bắc lên cao để nhảy lên được tầng một sau đó chạy về khu lô cốt đúng lúc có thông báo đóng cửa. Tìm hiểu sơ qua, khẩu súng trường tôi nhặt được sẽ cần loại đạn 7.62 mini để bắn. Tiếc là giờ tôi không có. Tranh thủ thời gian rảnh, tôi nâng vài skin như đánh choáng zombie và nâng cấp thêm ba lô để nhặt được nhiều đồ hơn. Sáng hôm sau tôi trở vào trong lô cốt, trả đồ cho tị tai nghe, chọn lấy đạn 7.62 mini mà chị cho miễn phí. Lắp luôn vào khẩu súng trường rồi phi ra ngoài, chọn một con zombie test thử. Sa thường rất to, nhưng nhược điểm là chỉ bắn được từng viên. Đang lơ ngơ, tôi nghe thấy tiếng động cơ vọng tới từ đâu đó rồi mất hút. Nhưng giờ không phải lúc để tâm tới nó. Tôi dùng khối cỏ định làm một cái sàn nhà. Cơ mà cái game này nó có cơ chế vật lý. Thế là tôi mất mấy cái bờ lốc. Xây được cái sàn nho nhỏ thì lại hết gỗ để xây tường. Tôi đành vác dìu đi, gõ bèn bẹt mấy cái cây ở gần đó để kiếm gỗ. Vì thời gian gấp rút, tôi chỉ xây được một chỗ gọi là chú ẩn phía đường vào tôi đập một bờ đi để zombie thọt chân bởi đêm nay là trăng máu đàn zombie sẽ nhào tới tìm tôi tâm sự tôi cũng không ngờ bọn zombie này có khả năng phá nhà mặc dù cố gắng nhưng bọn nó vẫn xâm nhập được vào nhà tôi tôi đang nhảy lên cao và dùng súng để tự vệ nhưng bọn nó vẫn leo lên được chúng thì nạp chậm tôi đành dùng cây chùy để gõ vào đầu bọn chúng có vẻ là lần đầu nên zombie cũng ít tôi may mắn vượt qua mà không dứt mẻ gì Tôi đến chỗ chị tai nghe, mua vài cái băng để hồi máu, rồi tiếp tục làm shipper kiếm tiền. Trước khi đi tôi làm một chiếc hòm gỗ nhỏ để cất tạm mấy món đồ tôi không sử dụng vào. Vị trí lần này là ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa ngôi nhà tôi cần vào được gia cố rất chắc chắn. Tôi phải đứng gõ rộp cả tay mới phá được. Để an toàn tôi diệt hết những con zombie trong nhà, rồi tìm hòm đồ được cất giấu rất kỹ trong tường. Đập thêm vài con zombie tơ nú khắp nơi nữa, tôi mới bắt tay và tìm kiếm đồ đạc khắp nhà. Phân tưởng lần này là cuốn sách nghệ thuật đào mỏ, dạy tôi làm một cái bẫy mất dậy nào đó. Yêu cầu tiếp theo cần phải tới khu khá xa. Cơ mà không hiểu sao hôm nay bọn zombie lại tới phá rào lô cốt. Lá xa cây khi trời có gió. Ta mất nàng như chó mất thau cơm. Không thể đánh mất mối làm ăn này. Tôi đành ra ngoài nã súng tiêu diệt cả bọn. Trên đường tới vị trí chỉ định, tôi phát hiện ra chỗ có vẻ như là tháp canh gác. Nhưng tạm thời tôi bỏ qua đi thẳng tới nơi cần tới. Ở đó có một cái vòng tròn, tuy nhiên lại không có chỉ dẫn nào khác. Tôi tính chạy đến ngôi nhà gần đó để lút mà chạy xa qua nên nhiệm vụ thất bại luôn. Thôi đành vậy. Tôi tiến tới căn nhà mà phần lớn diện tích nằm trên mặt nước. Định tìm đồ mà lại động ngay con kền kền zombie. Tính rút súng ra bắn mà lại trượt vào đầu con zombie. May mà đến cửa nó không đuổi nữa, thì tôi nạp được đạn. Ở trong nhà còn vài con nữa, tôi kệ cho bọn nó đập cửa dụ cả lỗ ra ngoài rồi châm lửa thử dùng quả mìn. Sát thương tạm nhưng mà có vẻ không ăn thua. Tôi vẫn phải dùng súng thì mới kết thúc được cả lũ zombie. Vất vả như vậy cuối cùng chỉ kiếm được một lọ đồ ăn. Trên đường về tôi tạt qua cái tháp canh thấy lúc chiều, tiêu diệt được một vài con zombie vật vờ quanh đó rồi bắt đầu lục lọi. Vì đây là xe quân đội nên tôi kiếm được thêm một ít đạn dược. Mò lên trên đỉnh tháp, tính đập cửa xông vào mà đâu ra cả lũ zombie rơi xuống tôi liền vác mìn ra ném tiêu diệt phần lớn số zombie lúc còn lại thì gõ dìu cho chết bên trong tôi cũng kiếm được thêm một ít đạn dược và đồ ăn nữa có mỗi thế thôi mà mất bao nhiêu thời gian chạy về tôi thấy một thành phố khác ở khá gần lô cốt nhặt được một cây dìu cứu hỏa trong một chiếc xe van và một công tắc điện cơ mà đặt xuống thì tôi biết còn lấy lên thế nào thì tôi chịu Trở về tôi báo tin buồn cho chị tai nghe, tôi tiếp tục nhận thêm yêu cầu khác. Vị trí khá gần, ngay trong ngôi làng mà nhiệm vụ đầu tiên tôi tới. Để tránh bứt dây động rừng, tôi bắt block xâm nhập từ tầng 2. Tôi dùng quả diều cứu hỏa tạt chết con zombie ở đó. Và trong chiếc thùng gỗ tôi nhặt được khẩu súng mới, một cây súng máy. Sau đó tôi bắt đầu đập bất cứ chỗ nào khả nghi để tìm đồ cho chị tai nghe. Đập hết cả nhà mà không thấy đâu. Đêm thì đã về mệt mỏi rũ rượi cho tới khi tôi thấy một chiếc thang dẫn lên gác mái không hiểu thằng nào dở hơi vứt đồ trên mái khơi khơi trên trời không chần chừ tôi về lô cốt ngay để nhận phần thưởng từ chữ tai nghe cái lưỡi dao thì không được công nghiệp lắm nên tôi chọn đạn sót gần có thêm ít vật liệu tôi tiếp tục gia cố cho cái gọi là căn nhà của mình tới tận tối dù không phải đêm trăng máu nhưng đêm nay lũ zombie vẫn lũ lượt kéo đến vừa lúc tôi muốn test cây súng mới Bắn thì vẫn được, mỗi tội nhảy hết đạn. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải dùng dìu, chặt từng con một. Chặt zombie chán nên sáng hôm sau tôi đi chặt cây lấy gỗ. Bởi nếu muốn bảo vệ nhà thì tôi sẽ cần rất nhiều gỗ để làm bẫy. Tôi lại vào gặp chị tay nghe và hôm nay chị bán cả cây búa tạ cùng súng hoa cải. Do chưa đủ <laughs> tiền nên tôi nhận thêm yêu cầu nữa từ chị. Vị trí vẫn là ngôi làng cháy và lần này đồ cần tìm ở nơi dễ thấy. Tôi nhanh chóng vác theo về để nhận thưởng đám đạn hoa cải và dùng tiền mua luôn khẩu súng từ chị. Trông nó như cái ống nước, hy vọng sẽ dùng được. Để chuẩn bị cho đêm trăng máu và ngày mai, tôi đặt các cây trông gỗ xung quanh nhà nhằm tiêu hao sinh lực địch và chiếc cửa sập tránh đám zombie có thể nhảy vào trong. Hôm sau tôi tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ trong lúc chờ trời, trời tối. Có một ngôi làng mà bắt đi tới đi lui lấy đồ. Mặc dù bực nhưng tôi vẫn làm vì vừa dễ lại vừa có tiền. Thế là có thêm 10 quả mìn nữa để phòng thủ. Tính mua thêm ít đồ mà chị đuổi ngay tôi ra ngoài. Bởi vì đêm trăng máu đã tới, không gian xung quanh bao trùm bởi màu đỏ. Với tầm nhìn xa, từ nhà xuống bếp. Tôi nhảy ngay vào thứ gọi là nhà, đám zombie thủ lũ lượt kéo đến, thi nhau phi đầu và đám bẫy trông tôi đã đặt. Mặc dù không giết được hết, nhưng với hai quả mìn tôi có thể tiêu diệt được cả nhóm zombie bên dưới. Một nhóm khác tụ tập phía trước cửa, tôi lại vinh dự cho các anh chị ăn hai quả mìn nữa cả lũ ra đi để lại cho tôi một cái túi bên trong có đồ ăn đạn dược cơ mà thiệt hại là đám bẫy của tôi đặt đã gần như hỏng hết tôi đập hết đi tôi lắp quả ống ngắm laser cho cây hoa cải tôi tiếp tục nhận yêu cầu từ chị tai nghe bởi trên đường đi nếu may mắn tôi có thể nhặt được những thứ như thế này một cây súng máy nữa vị trí lần này là một ngôi nhà bị tàn phá nặng nề Tôi xâm nhập vào bằng cách đặt block trên tầng 2. Nhà cháy nên đám zombie cũng vậy, đen thùi một cục. Lấy được hòm đồ, tôi đập phá để tìm đồ và nhặt được một chiếc búa đinh nhỏ. Trời cũng đã gần tối, không kịp về nên tôi chạy tạm vào một căn nhà gần đó để trú. Ở đây có các loại bẫy đặt trên cầu thang, có lẽ những người sống sót đã đặt ra. Tôi phá hết bẫy rồi lên tầng 2. Trên này chỉ có chiếc két sắt, do không mang đồ mở mà nó lại cứng queo, đập không nổi, nên tôi đành ở tạm đó, chờ trời sáng rồi phi về, trả đồ cho tị tai nghe. Ngoài bộ nâng cấp súng, lần này chị còn thưởng cho tôi thêm vài thứ nữa, trong đó có chiếc xe đạp. Yêu cầu tiếp theo cách khá xa, tôi cất và lấy các loại đồ đạc cần thiết, rồi đặt chiếc xe đạp ra, một chiếc xe màu hường đầy mạnh mẽ. Xấu trai xe đạp năng tương ngộ, đẹp trai đi bộ bất tương phùng thế là từ giờ tôi đã có phương tiện để di chuyển đầu tiên vừa nhanh vừa đỗ tốn sức mỗi tội là đạp cả đêm mà vẫn chưa tới vị trí mới nằm trong khu bị tuyết bao phủ mặc dù đạp xe nguyên ngày hôm qua không mệt thế mà vào đây tôi bị lạnh tới mức không thể đạp được nên đành phải quay trở ra may mắn sao tôi tìm được một khu phòng thủ có tường là những xác ô tô phế liệu tính vào trong tìm thêm quần áo mặc nhưng chưa gì chị béo đã phi ra lùa tôi đã vậy là còn thêm con kền kền nữa Nhưng dưới làn hoa cải ngát thơm Chúng sinh bình đẳng nát tươm hết người Mặc dù không có quần áo ấm Nhưng bù lại tôi nhặt được ống ngắm 4X và ít đạn Chiếc sẻ sắt cùng mấy đoạn ống nước thay thế cho cây chùy gỗ Tôi xách xe đi và tìm được một khu dân cư nhỏ ở gần đó Vào lục lọi cũng như tét đàm về ống nước Hên sao tôi tìm được áo khoác và khăn bịt mặt Với hai thứ đó chỉ khiến tôi bớt lạnh hơn thôi chứ người thì vẫn run cầm cập sau mỗi vòng xe. Tôi cố gắng đạp tới đó, nơi pháo đài được bao quanh bởi những cây gỗ lớn trông rất chắc chắn. Và bên trong có vẻ như là một quán rượu, cùng với anh chủ quán, người mà tôi chưa kịp nói chuyện đã bị đuổi ra ngoài. Thật là mất lịch sự. Thôi, bị đuổi rồi thì mình đạp xe về. Về tới nơi, tôi lại được chị tay nghe an ủi bằng việc bán công thức bản chế tạo. Đấy là thứ mà tôi đã thèm muốn từ những ngày đầu đến đây. Cơ mà những 6.000 đô không đủ tiền nên tôi lại phải làm thuê làm mướn cho chị. Yêu cầu giờ đã được lên cấp 2, bắt phải đi xa hơn, có hơn nhưng mà cũng được nhiều tiền hơn. Tôi nhận một nhiệm vụ ở gần, tìm đồ và tiêu diệt zombie. Có chiếc xe đạp hồng nên tôi nhanh chóng tới được đó. Tôi dùng cây súng gắn ống ngắm 4x bắn hết đám zombie trong nhà. Lấy được hộp đồ và tiêu diệt con zombie cuối cùng cũng là lúc trời gần sáng. Tôi đạp em xe yêu một mạch trở lại lô cốt Chị ta nghe tặng cho tôi một khẩu súng lục còn khá mới, đồng thời bo thêm 2.000 đô. Nhưng mà mới chỉ mua được một nửa cái bàn chế tạo. Nên tôi tiếp tục nhận thêm yêu cầu tìm đồ. Trước khi đi, phải băng bó và đớp vài miếng đồ ăn cho đỡ đói đã. Vị trí chính là căn nhà mà tôi đã tới vài hôm trước, nơi có nhiều cái trông gỗ dọc cầu thang. Tôi nhanh chóng đập hết rồi moi lấy thùng đồ, nhảy lên xe, đạp về. Tới nhà thì trời tối mất, lô cốt đóng cửa nên tôi tranh thủ cất tạm đồ đạc vào trong hòm. Nắng vươn qua khỏi tầng mây, có thằng hâm dở đứng đây ngó trời. Lô cốt vừa mở tôi phi vào trải nhiệm vụ, rồi nhận thêm yêu cầu khác vì vẫn chưa đủ tiền. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt hết đám zombie còn sót trong một khu nhà. Phần lớn là rất dễ, chỉ có một vài con mặc đồ bảo hộ là cứng hơn một tí. Sau khi ngốn hết cả đống đạn lẫn máu, tôi lại hề hụt đạp xe về trong khi cơn mưa đang xối nước xuống, rồi đi những vết máu còn loang lổ trên quần áo tôi. Trả xong yêu cầu, tôi lập tức phi ra ngoài, lấy vật liệu để làm những cái bẫy trông, đặt xung quanh nhà bởi hôm nay là đêm trăng máu. Lần này tôi đặt nhiều hơn trước, vì tôi thấy với mỗi lần trăng máu, đám zombie lại có vẻ nhiều hơn. Mọi thứ được hoàn thành trước khi trời tối, việc còn lại là chờ đợi nũ zombie tự phi tới cho tôi xả đạn. Đúng là có đông hơn lần trước, nhưng tôi chỉ việc dụ chúng vào bãi trông là xong việc. Bọn chúng để lại cho tôi ít đạn và đồ ăn. Cho trời vẫn tối nên trong lúc chờ lô cốt mở cửa, tôi đạp xe tới khu dân cư gần đó để kìm thêm một ít đồ và đạn. Cơ ma đến chiều mới quay về để nhận thêm yêu cầu từ chị tai nghe. Nhưng tin buồn ập tới, chị đã không bán bản chế tạo nữa mà là loạt đồ mới hoàn toàn. Có lẽ chị sẽ bán lại thôi nên trong lúc chờ tôi sẽ tranh thủ đi làm để kiếm và tích trữ thật nhiều tiền. Tôi đập zombie nhiều tới mức cái ống nước bằng sắt cũng đã bị hỏng, nhưng ít ra nó cũng giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng phận làm thằng cu li, vừa về đã lại phải đi cày tiền. Cũng may có con xe đạp bầu bạn. Đi đêm lần này là khu phố cũ, nơi mà đám zombie vẫn còn vật vờ khắp nơi. Tôi giờ không còn sợ nữa, vì trong tay tôi là những vũ khí sát thương lớn. Cũng phải tới đêm tôi mới thịt được hết đá zombie đó để tiến vào cửa hàng, lấy hộp đồ tôi cần. Các yêu cầu càng lúc càng xa, tôi cất đồ đạc đi rồi lại cong đít đạp xe. Càng lúc, nhiệm vụ càng yêu cầu tôi tới những chỗ có rất nhiều zombie. Nhưng theo đó, số lượng đồ có thể lút cũng tăng lên. Mặc dù đánh bọn zombie cũng rất chật vật, đôi khi tôi đứng trước làn danh sinh tử. Nhưng như tôi đã nói, dưới làn hoa cải thì ai ải cũng như ai tôi không dám la cà nhiều nên sau khi lấy được thùng đồ tôi vội vàng té về ngay lần này chị tai nghe cho tôi cây mỏ lết nhưng vẫn chưa bán lại bàn chế tạo cũng không biết làm gì khác nên tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ ở gần nhà cũng tranh thủ lúc rảnh để tăng thêm vài điểm nâng cấp cho bản thân tôi tới nơi chỉ định rồi bắt đầu làm nhiệm vụ tiêu diệt đám zombie ở đó có vẻ bọn này càng ngày càng trâu hơn thì tôi mất cả đống đạn mới tiêu diệt được hết đang xót xa cho đạn dược thì tôi lại tìm được thứ tôi thèm khát công thức làm bàn chế tạo tôi hí hửng quay về trả nhiệm vụ thì chị tay nghe lại cho hẳn một cái bàn chế tạo hoàn chỉnh luôn thế là thứ tôi thèm thuồng bấy lâu nay đã được đặt giữa nhà của tôi với nó tôi có thể chế tạo được rất nhiều công thức mà bình thường tôi không thể làm được nhưng mà bị khóa hết rồi phải kiếm được công thức thì mới chế tạo được tụt hết cả mút chán quá nên tôi lại đi phá hết mấy cái bẫy học phá luôn cái gọi là nhà để tính xây lại. Cơ mà không ngờ con game này phá hòm đi là mất luôn cả đống đồ. Bàn chế tạo cũng bị đổ, xong nổ luôn. Cuối cùng, phá xong cái nhà thì đời thằng già cũng di xét. Không còn gì để mất nữa. Tôi vào nhận nhiệm vụ đặc biệt từ thị tai nghe, mở con đường giao thương tới khu vực phía Tây. Đây có thể sẽ trở thành con đường tơ lụa của thời kỳ zombie hủy diệt. Thế là tôi chồng đít đạp xe xuyên đêm, đói thì ăn miếng thịt bò lo thì lật đật lò dò đạp xe trời tối nên tôi cũng không thấy gì vì thế mà đạp xe không cần né nên đi cũng khá nhanh và nhờ tối nên tôi mới có thể nhìn thấy cột khói đang bốc lên nghi ngút ngay bên cạnh đó là một hòm thính bên trong có ít thực phẩm quần áo và cây mỏ lết bộ quần áo theo chuẩn quân đội che chắn tốt hơn nên tôi mặc hết vào tiếp tục đi theo con đường mòn tôi nhặt thêm một thùng nữa lần này chỉ có bộ nâng cấp đồ lặt vặt và công thức nấu ăn cuối cùng sau khi băng núi qua đèo thì tôi đã tới nên tôi chèo xuống xe ở đây là một khu trao đổi khác được điều hành bởi anh cao bồi anh cho tôi yêu cầu tìm đến ngôi nhà duy nhất ở đó đó là một căn nhà nghỉ dưỡng đã cũ nằm hướng ra hồ bên trong cũng có một vài con dung vi sau khi lấy được thùng đồ tôi mới nhận ra đêm nay là trăng máu nên tôi tranh thủ chọn luôn nhà này để cố thủ như những kẻ yêu nhau say đắm không cần hẹn mà tới đám dung như những cô gái mới lớn luôn lượt lao tới tôi đứa nào cũng quyết tâm phải chiếm lấy tôi bằng được bọn chúng quá đông nên tôi phải vừa đánh vừa dùng mìn để tiêu diệt sống sót qua đêm trăng máu tôi lại thành thơi đi lút đồ trong nhà nhưng ngoài quyển sách và đám giấy lộn thì cha có gì cả sau khi trả nhiệm vụ cho anh cao bồi tôi chào mà không hẹn gặp lại bởi tôi muốn đi theo con đường riêng của mình Tôi muốn tìm tới một thành phố nào đó nên đã đi theo con đường mòn, xe bon bon trên đường đất, băng qua cả cây cầu sắt cũ kỹ và tới được nơi giống như trung tâm thương mại. Thấy có ít zombie nên tôi tiện tay bắn hết cho an toàn. Sau đó tôi bắt đầu đi nhặt nhạnh đồ đạc, nhưng phần lớn các cánh cửa đã bị khóa nên khó lòng mà vào được. Cũng may, có vài chỗ chỉ khóa bên ngoài, tôi bắt bờ lốc là có thể vào trong được. Ở đây có một con zombie sau khi ăn một đám hoa cải vào đầu mà nó vẫn sống và lùa đám chó ra cắn làm tôi tí nữa thì chết. May mà có cánh cửa chặn chúng lại. Tôi đã rất vất vả để tiêu diệt hết bọn chúng. ấy thế mà chả có gì ngon lành để nhặt ngoài một ít đạn. Đang lùng sục tôi thấy một hòm thính rớt bên ngoài như là phi ra lút. Nhưng nó cũng không có gì đáng giá. Chán đời tôi cắm mặt đi lang thang vô định. Đến dạng sáng hôm sau tôi tìm được một siêu thị lớn trong này là cả đàn zombie Nhưng với tôi đã là quá dễ dàng rồi Tôi nhanh chóng tiêu diệt tất cả Rồi đi nhặt nhạnh đống đồ ăn còn sót trên các kệ Đi lên tầng trên tôi hạ một con zombie cảnh sát Và tìm được chiếc két sắt bị khóa May sao Trong túi của tôi có đồ mở khóa Và tôi không hề hiểu tại sao lại có thằng hâm cất cái ống nước sắt Trong một cái két sắt như thế này Giờ tôi mới biết nếu cầm cây mỏ lết tôi có thể dã sắt vụn từ những chiếc xe bị hỏng. Thế là có thêm một ít vật liệu nữa. Sau đó tôi đạp xe một mạch trở về lô cốt và tạo một chiếc hòm bằng sắt để cất đồ cần thiết. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu xây dựng lại khu phòng thủ của mình. Lần này tôi xây phần sàn ở trên cao và một cầu thang để dẫn dụ bọn zombie đi lên. Nhưng mà do xây sát đường quá nên bẫy không đặt ra đường được. Thế là phải phá đi, xây dịch lại vào phía trong. Sau xuôi tôi đi chặt thêm ít gỗ và ốp phía bên ngoài những khối rơm để chắc chắn hơn, hạn chế việc zombie phá được nhà. Hôm sau tôi bắt đầu làm tường bao phía trước và hai chiếc giường gỗ cất tạm đồ đạc, phân loại để dễ tìm kiếm. Vài bộ nâng cấp nhặt được ở hòm thính cũng khá là xịn, giúp vũ khí tăng sát thương, có thể phá hủy được nhiều loại vật liệu hơn. Nhưng hiện tại chưa phù hợp để làm, nên tôi lại làm thêm dương để cất riêng vào đó. Hết việc tôi tìm chị tai nghe để nhận thêm yêu cầu, lần này là ở một chỗ khá xa. Bàn chế tạo thì giờ muốn làm cũng không đủ vật liệu, nên tranh thủ lần này tôi sẽ đi tìm kiếm thêm. Bên này có khu dân cư nằm ở vùng tuyết phủ trắng xóa. Có khá nhiều zombie xung quanh nhưng tôi không hề quan tâm, chạy thẳng tới ngôi nhà chỉ định, bắn bất cứ con nào nghe nguội. Tính tướng chỉ được một phút, sau khi bọn zombie cào cho mờ cả mắt, tôi mới hoảng sợ, đứng lên cầu thang bắn xuống. May mà số đạn vẫn đủ để tiêu diệt tất cả. Tôi nhặt lấy ngay hộp đồ rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Tôi may mắn về được nhà vào lúc trước khi trăng máu bắt đầu. Vội vàng lao lên chỗ cố thủ, đóng hết cửa nẻo, lấy sẵn thuốc nước, đồ ăn để chiến đấu xuyên đêm. Tôi liên tục ném mìn xuống đám zombie, nhưng vẫn có con có thể nhảy vào. May mà chỉ có một con. Với số mìn ném như mưa, cuối cùng tôi cũng cố thủ thành công. Công trình của tôi không thiệt hại quá nhiều sau đợt tấn công vừa rồi, chỉ mất một vài block. Sau khi tu sửa, tôi tới gặp chị tay nghe trả nhiệm vụ đồng thời nhận thêm nhiệm vụ mới. Tiện thể nhặt nhạnh thêm sát vụn từ mấy xe ô tô đã bị hỏng, nhặt đồ từ hòm thính và vài đồ chơi để lắp vào súng lục. Nhờ thế mà giờ bọn zombie chỉ cần một viên vào đầu là chết. Bất cứ chỗ nào có xác ô tô là tôi tấp vào, lấy mỏ lết ra đập lấy sắt vụn. Mãi tới nửa đêm tôi mới vào được ngôi nhà chỉ định. Tôi đập cửa đi vào, diệt zombie phía trong và nhặt hòm đồ, tìm được công thức làm dùi cùi điện Mở cái két lớn kiếm được khá khá đồ bên trong. Cùng chiếc súng lục còn quay, nhưng mà sắt thường bé quá nên tôi không lấy. Két sắt nhỏ còn lại có công thức nâng cấp đồ và tiền. Nhặt nhạnh hết, tôi lại lên đường trở về. Nhanh nhanh trả nhiệm vụ cho chị tai nghe rồi làm ngay một bàn chế tạo với số vật liệu nhặt nhạnh mấy hôm nay. Những công thức trịn xò chưa có nên kết hợp với việc tìm kiếm, tôi nhận thêm yêu cầu từ chị tai nghe. Trong chiếc xe ô tô, tôi lượm được đôi lốp còn mới, chưa biết để làm gì nhưng mà có thì cứ lấy đã tất nhiên lấy xong thì không bỏ phí cái đám sát vụ này được tiện đường tôi quay trở lại thành phố hôm trước đã tới rẽ thẳng vào cái bệnh viện to vật vã bởi ở đó sẽ có những chiếc băng gạc nhiều quá nên tôi làm một cái dương nhỏ để để tạm mấy thứ không cần thiết rồi tiếp tục khám phá bên trong khu bệnh viện này ngổn ngang ở đây là những túi đựng xác và những vật dụng bị bỏ lại những thứ mà tôi đang rất cần Phía bên ngoài có con zombie mặc đồ lính đang vật vã đập cánh cửa được gia cố. Tôi mặc kệ nó. Đi vào trong, dùng khẩu súng lục của mình bắn tất cả lũ zombie ở đó. Ngạc nhiên là chiếc máy bán hàng vẫn còn hoạt động. Tôi mua một ít thức ăn để phòng hờ. Cả khu bệnh viện giờ không còn lại gì nhiều ngoài mấy thứ lặt vặt. Nên sau khi khám xét xong, tôi lại ra xe đi về. Chị gái hôm nay bán được vài cuốn sách Skill. Tôi mua lấy vài cuốn rồi nhận thêm nhiệm vụ mới. Đống vật liệu mà tôi bỏ quên trong bếp lò cũng được tôi bê về, để gộp lại làm thành một chiếc dùi cui điện. Trong khi sắp xếp đồ đạc, tôi lại lạch cạch đạp xe lên đường. Trên đường, tôi nhặt được thêm một hòm thính nữa, khác hẳn mọi lần. Địa điểm lần này là một ngôi nhà cô đơn nằm giữa ngọn đồi hiểu lánh. Trong này có một cái gara, nơi mà tôi thấy công thức làm cung xe máy. Sẵn tiện tôi mở thêm vài vật phẩm mới nâng cấp cho cây súng hoa cải. Trong nhà có một vài con zombie mà tôi nhanh chóng xử lý được. Đút hòm được một vài thứ đạn dược túng ống và cây búa tạ bằng sắt. Nhưng cái hòm đồ chị gái cần thì không thấy đâu cả. Không rõ làm sao mà cái bọn này cứ thích cất đồ trên mái. Làm tôi vất vả leo lên để lấy. Hì hục đạp xe về, chị gái tặng cho tôi thêm quả nồi cơm điện thép. Đeo vào đầu thì đảm bảo không con zombie nào cắn qua nổi. Bất ngờ thay, vừa ra khỏi lô cốt thì gặp ngay một con sói đen. Sau khi cho nó một búa tạ vào mồm, tôi nhảy lên nhà để dụ nó, rồi bắn cho một phát để đỡ tốn máu. Có một vài món đồ chơi mới, tôi lắp hết vào cây súng máy, rồi vác búa tạ đi đập cây. Làm một loạt bẫy gỗ ở dưới chân nhà, chuẩn bị cho đêm trăng máu tiếp theo. Xong việc, tôi mò ra chơi với chị gái. Thấy chị bán quả ụ súng máy với giá 2008, tôi xúc luôn. Kèm với đó là vài cuốn sách hướng dẫn sinh tồn khác. Cụ súng robot thì tôi vẫn chưa kịp dùng, nên tạm thời vẫn phải sử dụng súng bắn cơm để tiêu diệt đám zombie. Lần này đám zombie còn đông hơn trước nhiều lần. Chúng chia thành từng đợt tấn công liên tục. Tôi đã phải bắn rất nhiều đạn dược thì mới tiêu diệt được tất cả. Bù lại, đồ nhặt được cũng có phần ngon hơn khi mà có cả đạn, thuốc và đồ ăn. Tôi lại nghe thấy tiếng máy bay, nó lao nhanh qua phía tôi, thả một thùng thính xuống rồi bay đi đâu thì tôi không quan tâm vì tôi còn phải đặt con xe chiến xuống cong đít phi ngay tới chỗ hòm thính. Lần này nó rơi ở dưới nước và có hộp phụ kiện súng cùng ba củ khoai tây bỏ lò, cháy đèn thùi. Đạp xe về tôi tìm được một hòm khác có công thức làm trứng và thịt thông khói, hộp trồng rau và cuốn sách. Tới trưa tôi xây một chỗ để đặt ụ súng robot hướng về phía cầu thang, đồng thời mở rộng luôn cầu thang cho nhiều con phi lên ăn đạn hơn. Loang hoàng bao lâu như vậy chỉ để chờ chế tạo xong cây rùi cùi điện. Hy vọng nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tới sáng, tôi mới đạp xe đi đến địa điểm của chị gái chỉ. Đó là một gara, nơi mà thình lình hiện ra một cái xe đồng nát. Tưởng món hời ai chạy bên trong cũng toàn rác với cây súng. Trong gara cũng chỉ có một cây kìm điện. Tôi đập cửa phi vào nhà chính, dành ra đống thời gian để bắn hết đám zombie ẩn nấp khắp nơi. Tiếc là nhà cha co gì. Xong xuôi, tôi đạp xe về trong đêm. Chọn đồ miễn phí là chiếc mũ thợ mỏ có đèn. Tôi rất muốn nâng cấp chỗ tú ẩn lên thành bê tông, nhưng mà lại thiếu hai thứ nên thôi. Tôi tháo thử bóng đèn ở mũ thợ mỏ, gắn vào quả nồi cơm điện thép thử. ấy thế mà nó hoạt động mới thần kỳ chứ. Như thế mà tôi không cần phải cầm đèn pin trên tay nữa. Tối đó tôi đạp xe tới mấy ngôi nhà đổ nát, trồng mông lên dùng sẻng xúc đống gạch vụn để kiếm thêm đá. Còn đất sét chỉ cần đào dưới dưới đất là sẽ ra. Thế là có bẹt nhè đất đá để nâng cấp nhà. Nhưng mà từ từ, Tôi cần phải đi hoàn thành yêu cầu tiếp theo của chị gái đã. Tôi tới địa điểm, nhanh chóng tiêu diệt hết đám zombie, lấy hòm đồ rồi quay trở về. Giờ dĩ tôi đi là để kiếm thêm vật liệu làm chiếc xe máy hầm hố này. Hiện tại chỉ còn thiếu chiếc khung xe nữa thôi. Công thức đã có. Giờ chỉ cần thép, nhưng mà nó sẽ cần nấu bằng lò nung và rèn bằng chiếc đè. Thép thì đã có chị gái bán với giá cắt củ. Số tiền hiện tại sẽ không đủ để làm cả cái xe, vì vậy tôi phải tiếp tục làm con cu li. Giờ tôi còn chăm chỉ hơn nhiều, cứ thấy cái xe đồng nát nào là tôi tạt vào phá rỡ. Thế nên mà tới tận tối tôi mới tới được địa điểm chỉ định. Lấy hòm đồ bắn hết đám zombie rồi lững thững ra về. Lần này bà chị cho hẳn một cây mã tấu, tôi lấy luôn. Rồi vác búa đi, lót thêm gỗ vào cầu thang, lắp thêm hai cái cửa sập để chuẩn bị cho đêm trăng máu. Thậm chí còn ốp thêm sắt vụn vào cho nó chắc chắn. Hồi hộp hồ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Vì có cái ụ súng robot nên đêm nay là một đêm yên bình. Lần này tôi nhặt được khá nhiều thứ đem đi bán cho chị gái. Tôi nhận thêm nhiệm vụ mới. Địa điểm sẽ là thành phố Phủ Tuyết mà tôi đã từng qua. Ở đây có khá nhiều cửa hàng nên tranh thủ tôi cũng tạt qua. Nhặt được cách nâng cấp búa tạ khá là lực. Nhặt được cả hòm đồ thất lạc. Và hộp đạn 1.000 viên của ụ súng máy Xong tòa nhà này tôi lại chạy sang tòa nhà khác Nhưng mà do bắn nhiều quá súng hỏng hết Nên tôi phải lấy dùi cui điện để đánh Như thế mới biết con zombie béo có khả năng khạp đờm từ xa Sau khi tiêu diệt hết bên dưới tôi leo lên mái Cuột nốt hai con còn lại Và nhặt cái hòm lạ Bên trong là chiếc AK-47 huyền thoại Chuyến đi này quả là hời luôn về tới nhà, tôi mở và lắp băng đạn nghìn viên cho cụ súng robot. Tôi sửa lại cây súng đã hỏng và lắp đồ chơi cho cây AK-47. Lần này chị gái cho tôi thêm đồ thưởng, trong đó có hòm linh kiện, xe máy, tôi lấy luôn. Mở nó ra tôi có thêm đôi bánh xe, bộ khung xe mà tôi đang vất vả để làm. Thế là đã có đủ vật liệu, tôi chế ngay cho mình một cái xe máy. Tới tối xe mới làm xong, đồng đá cũng vậy. Tôi quyết định lấy đống đá trước và phát hiện ra cái súng bán đinh có thể làm công việc của cái búa nhanh hơn nhiều lần. Nhìn sơ qua thì cứ như đang phun sơn vậy Nhưng mà không sao, được việc là được Sau khi bắn hết những chỗ mà zombie có thể tác động Giờ lô cốt của tôi trông cứng cáp hơn rất nhiều Đã tới lúc chiêm ngưỡng em xe máy ngầu bá cháy này Hào hứng quá nhảy luôn lên định bốc đầu Mà xe có xăng đầu Không sao, tôi nhặt được cả đống Bình xăng nhanh chóng được đổ đầy Với chiếc xe này thì giờ mọi con đường ở đây Sẽ dường như gần lại Xe tôi băng băng qua những con đường nhỏ giữa hàng cây trơ trọi, băng qua cả sa mạc cằn cỗi, lác đác những nhánh xương rồng. Một nơi hoang vu mà nếu đạp xe thì hết hè mới tới. Giữa khu đó là nơi sinh sống của anh trai men lì. Chào hỏi vài câu, tôi trở ra định về thì có một con zombie nhào tới. Cửa nèo kiểu gì mà để zombie vào tận đây thế này không biết. Sẵn em xe máy, tôi tạt cánh ngó nghiêng khu vực xung quanh. Ngó thấy một thành phố lớn định tới đó mà lại bị con sông chắn ngang, cây cầu bắc qua thì lại bị gãy nên tôi đánh dấu lại vị trí rồi tìm đường khác. Loan ngoan một hồi tôi tìm được một cây cầu để đi qua đến thành phố đó. Tới 9 giờ sáng tôi tiến vào trong thành phố và đứng trước tòa nhà chọc trời cao vút. Việc đầu tiên mà tôi làm là đi cậy cây ATM để kiếm chác chút địch rồi bắt đầu đi lút những tòa nhà ở gần đó. Tòa đầu tiên tôi vào là khu trung tâm thương mại vì vậy có rất nhiều zombie nhưng với cây AK-47 thì tôi thấy không thảy một con nào bắn thì hăng mà cha nhặt được cái khỉ gì nên tôi chán phóng xe đi về vì phải chuẩn bị cho đêm trăng máu tiếp theo các mà đi về thì lại thấy một chỗ quây tôn rất lớn thế là chui vào ngó thử lút cả khu mà được mỗi tờ công thức làm máy phát điện là đáng nhặt tôi trở về khu lô cốt mua thêm vài cuốn sách trinh tồn rồi lấy toàn bộ đồ chơi đã cất lắp lần lượt vào những vũ khí mà tôi đang sử dụng. nên chạy vào lô cốt mua nốt vài thứ mà không kịp, bị sách cổ ném ra ngoài. Nhưng mà nhờ thế mà tôi nhìn thấy cái túi của bọn zombie, nhặt được cây dìu cứu hỏa xịn sò khác để thay cho cây búa tạ. Lắp thêm vài món đồ chơi nữa cho nó rực rỡ. Sáng hôm sau tôi đi đào thêm một ít đất sét nữa ở quanh nhà, dùng nó để chế thêm tí đá, nâng cấp nhà. Cũng muốn làm máy phát điện nhưng mà do chưa đủ động cơ nên bó tay. Đêm trăng màu đã tới, bọn chúng giờ càng đông và càng mạnh. xuất hiện thêm những con có khả năng bắn từ xa. Tôi và cây sung máy đã phải bắn cháy cả nòng thì mới ngăn được bước tiến của bọn chúng. Tới tận sáng hôm sau tôi mới tiêu diệt được cả bọn. Sau khi mua thêm một ít đồ ăn đóng hộp, tôi nhảy lên xe máy quay trở lại thành phố Sa Mạc để kiếm thêm đồ. Những tòa nhà cao tôi đặt bờ lốc thì lên, lên trên, nhặt được một hòm đạn quân đội với một vài loại đạn khác nhau. Tòa nhà này vẫn còn đang trong quá trình xây dựng nên không có gì để nhặt. May mà nó là căn cứ của quân đội nên vẫn còn sót lại rất nhiều đạn dược, súng ống và ụ súng robot. Tôi cứ tới tầng nào, dọn dẹp sạch sẽ tầng đó, nhặt được cả công thức làm máy bay đòn do thám, công thức làm động cơ ô tô 4 kỳ. Dọn dẹp xong tòa nhà cao tầng, tôi chọn một ngôi nhà nhỏ phía dưới, đặt dương gỗ ra, cất tạm mớ đồ mới nhặt. Cây súng hoa cải mới có băng đạn những 14 viên và sát thương rất lớn, quả là hời cho chuyến đi này. Tôi đặt hai cái bẫy cửa sập để phòng thủ cho chỗ tạm thời, trước khi nhìn thấy chiếc máy bay thả thính. Thế là tôi lại xách xe đi tìm, nhặt được đồ chơi cho giáp và vũ khí. Tôi quay lại thành phố tiếp tục nhặt nhạnh. Tôi để ý là trong mấy cái két sắt thương thì đồ đạc sẽ không ngon lắm, mà nó lại mất rất nhiều thời gian để mở. Lút xong tòa nhà đó, tôi lại quay trở về nhà tạm cất đồ, lắp thêm đồ chơi cho cây chùy sắt. Đặt thêm vài chiếc bẫy gỗ trước cửa để nghênh chiến zombie vào đêm trăng máu. Mặc dù hệ thống phòng thủ lần này rất là sơ sài, nhưng mà do tường nhà dân không thể bị phá hủy, nên tôi cứ cầm chùy gõ vào đầu từng con zombie đang cố gắng chui vào nhà. Nhưng mà tôi đã đánh giá thấp bọn chúng. Sau khi phá được chiếc cửa sập, bọn nó dẫm lên chiếc cửa sập thứ hai làm tôi không thể đóng nó lại. Tôi vừa vàng chạy ngay vào phía trong quầy, đóng chặt cửa lại, rồi bắt đầu nã đạn vào những con đang nhảy lo choi phía ngoài. Dọn đến sáng hôm sau, không gian bình yên đã trở lại. Tôi hí hưởng đi nhặt đồ tiếp tế từ bọn zombie. Ngoài đồ ăn, chúng nó còn ship cho tôi đôi găng tay mới xịn hơn cái tôi đang dùng. Lần này tôi sẽ khám phá tòa nhà cảnh sát. Mất khá nhiều thời gian để đập cửa đi vào, sau đó xả súng để dọn dẹp hết đám zombie. Chỗ này hẹp và nhiều zombie nên tôi bị mất máu đôi chút nhưng lại nhặt được công thức làm bẫy mới, hàng rào điện, đồ chơi súng ống, táp dụng. Tiếp theo là tòa nhà đang xây dở, bắn lủng đít con dung bị éo bị nhặt được công thức làm ụ súng hoa cải, bẫy rào. Tôi quay về nhà tạm, lấy đồ trong dương, đặt vào hòm đồ trên xe máy rồi tiếp tục đi tìm thính bị rơi xung quanh. Tôi mò tới được một bệnh viện ở gần đó, nhưng trong này gần như trống rỗng. Tôi chỉ nhặt được một ít bom xăng. Tòa nhà cạnh đó tụ tập nguyên một đám zombie đông đảo tôi đứng bắn hạ bọn chúng từ xa. Phía trong là thư viện, ngoài nhặt được một cuốn sách thì không có gì đáng giá cả. Mấy ngày liên tiếp kiếm đồ mà toàn rác là rác. Chán, tôi trở lại nhà tạm, kiểm kê tài sản, sửa đống trông gỗ, lắp thêm đồ cho chiếc chùy sắt, lắp thêm bờ lốc để dụ đám zombie đi theo một đường thẳng, lắp thêm băng đạn vào áo để nạp đạn nhanh hơn. Bắt đầu đêm trăng máu là cú nhảy thần thánh của một con zombie thuộc đội chơi xe gắn máy Phòng thủ cho cố phía trước nhưng mà bọn zombie lại móc lốp từ phía sau Nên tôi phải chạy như vịt từ cửa trước ra kia sau liên tục để phòng thủ May mà vẫn trụ vẫn được Sau khi nhặt hết đám đồ của bọn nó ship tới Tôi lên xe máy chạy về nhà bỏ lại thành phố tan hoang lại phía sau lưng Tới nhà tôi mất khá nhiều thời gian để sắp xếp đống đồ khổng lồ đã lượm được Mở các hòm đồ nâng cấp đọc những cuốn tạp chí hướng dẫn sinh tồn Tháng hôm sau tôi đặt thêm một ụ súng nữa ở phía trước cầu thang nhưng mà không hiểu sao, chỉ có mỗi một cái máy hoạt động, loay hoay nhặt lên đặt xuống, nhồi đạn thông nòng thì nó lại hoạt động, còn cái kia lại tắt. Thì ra là tôi chưa học được kỹ năng để điều khiển hai cái cùng lúc. Sẵn tiện học thêm một ít nghề về điện và vài thứ linh tinh khác, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đủ trình để dùng hai cái ụ súng. Hòm linh kiện ô tô cho tôi một cái động cơ và bánh xe, không đủ để làm ô tô nên tôi lại đem cất đi. Tôi vác xẻng, ra chân đồi đào một ít đất sét dùng nó để chế tạo một cái lò nung. Nó chạy bằng củi, nung nóng các kim loại, đất sét, từ đó chế tạo ra các công cụ mới. Tôi tính làm cái đe nhưng chị gái hôm nay lại bán, thế là xúc luôn cho nhanh. Tiện tay nhận thêm nhiệm vụ tiêu diệt đám zombie ở gần nhà. Tôi kiếm được một cái hòm đồ quân đội trông khá là xịn, nhưng không mở được vì hết đám que mở khóa rồi. Nên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi chạy xe đi tìm hòm thính rơi ở gần đó và quay về trả đồ cho chị gái tiện thể mua thêm ít đồ mở khóa. Cây súng lục chị vừa mới cho sát thương cao hơn cây mà tôi đang dùng, nên là tôi thay thế luôn. Kiếm được ít sơn, tôi tô luôn cho hai cây súng để tăng đam, rồi tiếp tục đi lút thính vừa rơi. Sau đó mang bộ phá khóa đi mở cái hòm hôm qua bó tay. Bên trong là khá nhiều đồ đạc, đạn dược và có cả tiền. Hôm sau tôi nhận được yêu cầu từ chị gái, nhiệm vụ là đi tìm đồ ở gần đó, cứ lặp đi lặp lại nghĩ mà nó chán. Cha hiểu kiểu gì mà sáng hôm sau cả đám zombie tụ tập quanh nhà tôi. Thế là được dịp dùng khẩu súng lục mới, một hít một em. Với 500 block gỗ nhặt được từ hòm thính hôm qua, tôi xây rộng cái chỗ phòng thủ của mình. Đặt thêm vài cái hàng rào, bẫy trông sắt, bẫy đủ thứ đi lượm lặt đặt chung quanh nhà. Lúc xong thì cũng vừa kịp đêm trăng máu. Với đống đồ chất lượng đấy, hầu như tôi không cần phải di chuyển tí nào luôn. Bẫy sắt thì hỏng khá nhiều, Thế mà cái đống mìn thì vẫn chờ chờ Tôi vác súng đi bắn hết Đề phòng lớn ngớ lại tự dẫm vào Sau khi sửa sang Ốp đá chân tường Tôi chế một máy trộn bê tông để nâng cấp khu trại Nó cần có cát và xi măng Nên tôi chế lấy một ít Vật vã moi móc đến bây giờ Mà cái ô tô mới chỉ gần đủ vật liệu chế tạo mà thôi Hiện tại đang thiếu đúng cái khung xe Thứ mà cần khá nhiều thép để làm Thép thì có thể nung, nhưng để đủ nhiệt độ sẽ cần có máy thổi cay là thiếu mất 3 cuộn băng dính. Thế là tôi chạy đi đến cái bệnh viện đã từng đến, vì ở đó tôi nhớ có đúng ba cái băng keo mà tôi không thèm lấy lúc trước. Thế là đủ đô để làm máy thổi. Tôi cũng ghé qua một vài cửa hàng trên đường về, nhặt thêm vài lọ thuốc tẩy rửa. Đã có đủ công cụ, tôi bắt đầu nấu thép trong lò nung. Còn lọ tẩy rửa thì dùng để làm máy pha chế. Tôi muốn có cả máy phát điện, nhưng mà thiếu khá nhiều linh kiện điện, nên tranh thủ đang nấu thép tôi phóng xe tới những nơi có ô tô hỏng, đập phá tan tành để lấy vật liệu. Nhờ sự khen hát của tôi mà những chiếc ô tô đồng nát lại một lần nữa được hồi sinh. Tôi kiếm được một cái gara cạnh cây xăng, trong đó có liền mấy cái xe nát, thế là hỉ hục đập cả ngày. Mất hai ngày trời kiếm vật liệu, tôi mới có đủ đồ để chế tạo máy phát điện. Máy phát chế cũng đã xong, nó giúp tôi chế tạo các loại keo dính, bột súng, xăng dầu, các thứ. Còn máy phát điện thì tất nhiên là để phát điện. Ngoài dùng xăng để chạy, nó còn cần khá nhiều động cơ để kích hoạt. Mấy cái đó thì tôi đầy nên nhét vào luôn. Giờ đã có điện nhưng lại không có cái gì để chạy điện cả. Nên tôi đành tắt đi, chế vài cây hàng rào điện. Tiện thể làm thêm một ít thép và bê tông. Cuối cùng, tôi cũng học được kỹ năng cuối của ụ bắn robot. Nó giúp tôi sử dụng được liền lúc hai ụ súng. Tôi tính làm thêm một đường bậc thang nữa để dụ đám bâm huy lên. Cơ mà gấp quá, không kịp đêm trăng máu nên là đành phải lấp tạm lại. Bật hai chiếc cửa sập lên Thế là tôi đã sẵn sàng nghênh chiến Hiện tại lũ này dù đông ra sao Thì đối diện với tôi vẫn chỉ có một kết cục Tuy nhiên do chúng quá đông Nên phải tới sáng hôm sau tôi mới dọn dẹp được hết Bọn này cắn ác quá Nát hết cả cột nhà Thế là lại phải bỏ thời gian ra sửa lại Tôi cũng làm thêm đường cầu thang nữa Để zombie có thể đi lên từ hai phía Với mỗi đường cầu thang tôi sẽ đặt một ụ súng Bởi giờ tôi đã có thể ốp thêm bê tông vào cột nhà rất là chắc chắn luôn. Mỗi tội là bắn ti đã hết. Hàng rào điện đã xong, tôi đặt gian rồi nối đưa điện vào. Cơ mà không thấy có gì khác biệt cả. Cho tới khi tôi thử bước chân vào đó, giật tóe khói luôn. Nhưng do đặt nhầm hướng nên là tôi phải phá một cây đi rồi làm lại. Giờ mới nhớ chưa lút đồ của đám zombie. Lần này thì tôi kiếm được một tấm bản đồ kho báu. Nó không chỉ rõ là bao xa, dành háng nên tôi vác xe đi tới đó luôn. Dọc đường tôi nhặt thêm một hòm tính nữa trước khi tới nơi đánh dấu. Đó là một thành phố đã hoang tàn. Cơ mà lúc tới nơi thì chỉ có một vòng tròn lớn chứ không thấy có gì cả. Tôi phi vào tòa nhà ngay đó đập hết lũ zombie cũng không thấy có gì khác cả. Không biết làm cách nào nên tôi quay xe, đi về. Nhặt thêm một hòm tính nữa có chứa hộp linh kiện làm máy bay. Cột rào điện đã xong, tôi đặt nó chạy ngang qua bậc thang cao nhất. Một sợi nữa vắt sang hướng bậc thang bên cạnh rồi ốp gỗ lên mấy block dơ mới đặt. Sau đó tôi chạy xe qua các khu bên cạnh, tiếp tục đập ô tô kiếm đồng nát để về làm thép. Ốp đá cho các trụ gỗ, rồi cuối cùng là ốp xi măng và các trụ chưa được ốp. Giờ đã có điện rồi nên tối tôi làm một cái bóng đèn, gắn lên trên để nhà cửa sáng sủa. Khu đào đất sét tôi cũng đã đặt vào đó vài cái hộp cây nhỏ. Thép đã nấu xong, giờ tôi đã có đủ vật liệu để chế chiếc khung xe ô tô. Dành rỗi tôi lại phóng xe đi kiếm thính rớt vớ được thêm 500 block gỗ nữa. Về tới nhà thì khung xe đã xong, thế là có đủ linh kiện để lắp ráp thành một chiếc xe ô tô chiến. Trong lúc chờ tôi làm thêm một ít bẫy dao nữa, đặt một cái trước cửa sập, nối điện vào. Phía bên còn lại thì đặt ngang trước bậc thang, bật nguồn lên một cái là đã có hàng loạt máy chém, không tha cho bất cứ con zombie nào. Như thế mà dù là trăng máu, tôi cũng chỉ cần đứng một bên thủ thế. Cơ mà do lắp sai kỹ thuật nên bọn zombie vẫn nhảy vào được may mà súng ống cũng ổn nên thủ thành công nhưng mà nhìn cái đám này ăn chém rồi dính điện tôi lại thấy thích bọn nó ship cho tôi rất nhiều đồ tôi bốc đi bán những thứ không dùng được cho chị gái sau đó dành thời gian mở rộng khu trồng cấy bắt đầu cuộc sống làm nông nghe thấy tiếng máy bay tôi nhảy ngay lên con ô tô đời mới phóng băng băng trên đường để tìm hộp thính có vẻ bọn thả thính biết tôi đang làm gì khi mà cho tôi thêm vài hộp trồng rau nữa cho thì lấy mà lấy rồi thì trồng rau tiếp thôi tôi nâng hết những điểm còn lại vào nắm đấm hên thế nào lũ zombie lại lũ lượt kéo tới lô cốt vừa dịp cho tôi test luôn cuối cùng sau gần 100 ngày cái gọi là nhà của tôi cũng đã được lợp mái đến tối tôi lắp bộ dao dĩa đinh vít cho bộ khớp ngón tay để biến thành người sói chả có việc gì làm khác ngoài việc đi lút thính rồi về trồng rau chế thêm ít hàng rào quây xung quanh thế là khu vườn nhỏ đã chính thức hoàn thành Bê tông đã nấu được rất nhiều, tôi ốp hết vào những bậc thang cho chắc chắn, gắn thêm đạn và ụ súng để sẵn sàng chống lại đêm trăng máu cuối cùng. Cơ mà hầu như tôi không phải làm gì ngoài việc đứng nhìn lũ zombie tự lao đầu vào chỗ chết. Tới sáng hôm sau, tôi sẵn sàng mở cửa để cho nũ zombie biết sức mạnh của người sói tôi đây. Sau đó tôi tới gặp chị Tai nghe, chào tạm biệt rồi Tân Ngân đứng ngắm nhìn cái gọi là ngôi nhà trước khi đi tìm thử thách mới. Cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn các hội viên của kênh.